Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em sửa cái bệnh không cắt chỉ ha, hay là cắt chỉ không đứt ha. Thì đầu tiên anh chị em mở cái mặt nguyệt ra cho mình ha. Thì mình kiểm tra là coi là con dao mình nó có hoạt động không. Thì mình đạp máy nè, xong mình nhấn vào cắt chỉ nè ha. Thấy dao hoạt động là có nghĩa là bộ phận cơ ở dưới mình hoạt động bình thường ha. Có nghĩa là dao hoạt động bình thường. Mình kiểm tra là dao mình có nhảy không. Nếu mà không nhảy, dao mình không nhảy thì mình kiểm tra ở dưới cái bộ phận hồi nãy mình đã hướng dẫn rồi, có nghĩa là cấu tạo cũng như là hoạt động của con dao cắt chỉ cũng như là cam ha. Thì nếu mà con dao nó nhảy vậy thì là ok ha anh chị em nè, đó có nghĩa là bộ phận dao cắt chỉ mình nó đã hoạt động ok. Thì có trường hợp là nếu mà anh chị em thấy con dao mình đạp mà nó không nhảy thì anh em coi cái đèn này nữa nha, nè cái đèn nè tắt đi nó đâu có nhảy con dao đâu ha. Nếu mà bật lên mà con dao nó cũng không nhảy thì anh em kiểm tra lại cái phần cơ ở dưới ha. Kiểm tra phần cơ và kiểm tra cục hít coi nó có hoạt động không ha anh chị em. Đó. Thì khi mình biết mà là con dao mình nó còn hoạt động á ha, thì anh chị em gắn vô lại, gắn mặt nguyệt vô lại để kiểm tra tại sao nó không cắt chỉ, lý do nào nó không cắt chỉ ha. Thì mình xỏ vô, mở đóng một nguyệt lại và mình xỏ chỉ vô mình chạy thử ha. Thì lý do nó không cắt chỉ thì nó có hai lý do thôi. Một là không lấy được cọng chỉ để cắt, và không dao lục không cắt được chỉ, thì chỉ có vậy thôi ha. Dao lục không cắt được chỉ và không con dao nó không có lấy được cọng chỉ nó cắt. Đó, nó chỉ có hai lý do đó thôi. Là tại là vì sao thì mình phải kiểm tra ha. Mình chạy lên đây nè. À, kiểm tra đây dao. À, anh em cắt ở đâu cắt chỉ đâu, anh em cầm anh em dở mặt nguyệt lên anh em sẽ thấy nè đó. Khi như vậy là có nghĩa là sao, anh em sẽ thấy cọng chỉ dưới đây nè. À, quay gần xuống ha, có nghĩa là nó lấy được cọng chỉ nhưng mà cọng chỉ nó cắt không đứt đây ha. Không, thì khi mà anh em mai xong á, anh em cầm mặt nguyệt anh em dở lên anh em kiểm tra cho mình là cọng chỉ nó có còn trong đây không. Khi mà không đứt chỉ, nếu mà anh em cầm anh em mà mai xong mà cọng chỉ mình không đứt ha, thì anh em cầm nguyên cái mặt hàng luôn dưới cái dương dịch nè, anh em mở mặt nguyệt ra anh em cầm anh em kéo qua vậy nè để kiểm tra coi nếu mà như vậy là con dao nó đã bị lục ha. Một là con dao bị lục không cắt được chỉ nè, thế này. Còn như mình nếu mà không cắt được chỉ mà ở trong đây nó không có cọng chỉ á, thì có nghĩa là con dao nó không có lấy được cọng chỉ, nó đâu có móc được cọng chỉ đâu lấy ra nó cắt, hiểu không. Thì như vậy có nghĩa là khi mà dao nó đã móc vô vậy như vậy rồi, cái mỏ dao, khi cái mỏ dao nó đã móc như vô như vậy, nó có cọng chỉ ở trong đây nhưng mà nó chưa đứt, có nghĩa là con dao mình nó đã bị lục ha. Thì mình tháo ra mình mài cái đã, thì mình mài hoặc là mình thay dao thì nó sẽ hết ha anh chị em. Mài con dao này thay con dao động, dao tịnh luôn đó. Thì mình kiểm tra dao nào là mòn thì mình thay. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra ha. À, mình tháo ra hết đây, khi mà nó không có đứt chỉ nè đó, đâu có đứt đâu, cắt đâu đứt đâu. Còn nếu mà nó không có cái cọng chỉ ở trong đây, có nghĩa là khi mình mai mà mình lấy cái mặt nguyệt ra, nó không có hai cọng chỉ ở trong đây, có nghĩa là cái móc này đây nó không có lấy được cọng chỉ nó cắt ha. À, có nghĩa là như vậy, anh em phải xác định được nó không lấy được cọng chỉ nó cắt và nó không cắt chỉ đứt là khác nhau ha. Thì đây nó đâu có cắt được cọng chỉ đâu, phải xác định được là nó không cắt chỉ đứt hay là nó không lấy được cọng chỉ nó cắt ha. Nó có hai trường hợp như vậy, cái này trường hợp là không cắt chỉ không đứt nè, có nghĩa là nó lấy được cọng chỉ rồi, nó đưa vô cái mỏ móc rồi nhưng mà nó kéo xuống thì cọng chỉ nó lại không đứt đó ha. À, mình phải xác định được. Còn nếu mà nó khi mà anh em cắt chỉ xong rồi mà ở trong đây nó không có chỉ, có nghĩa là nó đâu có lấy được cọng chỉ đâu, có nghĩa là cái mỏ móc này nè, khi mà nó đi ra ha. À, đây nó đi ra nè, nó đi ra nó đâu lấy được cọng chỉ đâu à, đem vô đây cắt, hiểu không. À, có nghĩa là mình phải xác định được là nó cắt chỉ không đứt hay là nó không lấy được cọng chỉ nó cắt thì mình mới xử lý được. Thì bây giờ cách xử lý của cái dao cắt chỉ này là sao. Thì
thường thường đó, thường thường là nó sẽ bị mòn nè ha anh em cắt lâu rồi nó sẽ bị mòn ha, mòn dao cắt chỉ nè, hoặc là ở ngay cái đầu móc con dao dao động nè, nó sẽ bị mòn. Mà con cái đầu nè, khi mà nó gạt vô này, đây nó có một cái khuyết á để nó cắt nè, khi mà nó đi qua con dao tịnh nó sẽ kéo vô cái cọng chỉ vô dao tịnh, nó làm cho dao tịnh nó cắt ha. Đây nếu mà dao tịnh nó mòn thì lục quá anh em có thể mài, hoặc nếu mà anh chị em nào không biết mài thì mua dao mới về ha, dao mới về thì vài bữa nữa mình sẽ hướng dẫn cái clip mà mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em mài dao mài kéo ha. Thì đây nếu mà anh em muốn thay con dao động này á thì anh em chỉ cần mở con lục giác 3 ly này ha, rồi anh em mở ra anh em dặn anh em mua thay vô thôi ha. Thường thường á nó bị mòn ở đây nè, khi mà cắt nhiều nó sẽ bị mòn ha. Mà con dao này ít lâu mòn lắm nha anh em, dao này lâu mòn lắm, chỉ có mòn thì mòn dao tịnh thôi, con dao động này lâu mòn lắm ha, dao động này cũng khó mòn lắm ha. Đây nè, nó móc nè, móc được sợi chỉ nè. Đó, nên để móc thì chỉ vô, nó vô đem vô dao tịnh nó cắt ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em ép con dao tịnh ha, để nhiều khi mà nó lục anh em mà biết ép nó xuống một xíu ha, thì và chỉnh con dao tịnh này luôn ha, chỉnh làm sao cho nó cắt được ngon ha, nó không có bị gì cắt dù chỉ ha. Thì ở trên đây là cái mỏ dao nè ha anh em, đây cái mỏ dao. Thì ở đây là con dao động, đây cái mỏ dao nó nằm đây. Khi hai con dao, mỏ dao nó chạm nhau thì anh em chỉnh con dao tịnh này làm sao nè, cho nó nằm ở giữa, cho khi mà con dao á, con dao động mà nó chạy qua đó, nó kéo qua đó thì nó nằm ở khoảng giữa con dao tịnh này ha anh chị em nè. Nó nằm ở khoảng giữa này nè, đó, nằm ở giữa. Nằm khi mà cái mỏ dao này nè, anh em chị em chỉnh con dao tịnh này nè, làm sao cho khi mà cái con dao động này nó chạy, nó kéo về thì nó nằm giữa con dao tịnh. Đây giữa dao nè, không thì nó cắt, chứ đừng để anh chị chứ anh chị em đừng có gắn mà nó xịt qua đây quá nè, nó xịt qua đây quá cũng không được. Nó xịt qua đây quá cũng không ngon, cắt không ngon, nó cắt phải ở giữa nè. Đó, nó nằm ở khoảng giữa ha. Thì ở đây anh chị em gắn vô và anh em nhích qua nhích lại nè. Anh em chỉnh làm sao cho nó nằm ở giữa ha. Thì ở đây mình cho con dao nó hoạt động thì mình sẽ chỉnh được nè ha. Đó. Mình đẩy bít tông vô ha, mình đẩy bít tông vô rồi mình quay, mình kiểm tra, mình cho con dao nó nằm ở khoảng giữa hai con dao, nó mỏ dao nó nằm ở giữa thì nó cắt ngọt hơn ha. Cắt tốt hơn ha, nó không có bị vụt chỉ ha. Đó, thì đây mình gắn ốc vô xong mình chỉnh. Đó. Thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em ép con dao này. Anh em ép con dao, khi mà con dao mình nó không có được sát với nhau thì nó sẽ không cắt trực chỉ được ngọt ha. Thì bây giờ anh em dùng cho mình một miếng giấy nè, anh em dùng cho mình một miếng giấy, giấy nhám hay là giấy gì cũng được, anh em chêm lên, chêm cho con dao mình nó được ép. Khi mà mình xiết con ốc vô nó ép xuống ha. Ở đây mình sẽ làm cắt một miếng giấy nhám nhỏ nè, gấp nó lại. Thường thường mấy anh thợ máy mà anh hay làm vậy, anh ép con dao của bạn á. Còn nếu mà bạn không thích á, thì bạn có thể mua dao mới về thay vô là bảo đảm ok ha. Còn như mấy anh thợ máy thì chế độ thì xài, còn cái nào còn xài được thì xài đó. Đó, như giờ mình đôm nó lên chi, thì đôm nó lên để khi mình gắn con dao vô này nè thì cái mỏ dao này nó chĩa xuống ha, nó chĩa xuống con dao động này nè, nó làm cho hai con dao nó sát lại nhau thì nó cắt ngọt hơn, cũng như cái kéo á, cũng như cái kéo mà khi mấy bạn cắt mà mấy bạn ép nó vô thì nó cắt ngọt hơn ha. Thì đây cũng vậy, mình ép dao xuống, thì ép dao làm sao mình sẽ dùng một miếng giấy nhám nè, mình xỏ nó xuống nè. Còn không là anh em mua dao mới về cắt thì bảo đảm ngon, nhưng mà mình ép vậy thì cũng được, nhưng mà anh em phải biết cách ép nha, đừng có ép nặng quá, nó sẽ làm mình cái dao mình nó bị kẹt ha. Anh em phải biết được làm sao mà anh em ép cái lực vừa phải thôi, ép xong mình phải thử lại ha, để cho con dao mình nó không có bị kẹt. Đây đó, còn không anh em cắt một miếng giấy vậy nè,
anh em cắt một cái miếng giấy xung quanh cái con ốc, rồi anh em nhét vô đó, xong anh em nhét bỏ con ốc vô nè, anh em dặn con ốc xuống. Mình làm có cái máy quay ở trước nó hơi khó khăn ha, anh em thông cảm. Đó, mình đã nhét miếng giấy xuống rồi đó. Thì bây giờ mình xiết con ốc lại nè, thì nó sẽ có miếng giấy nằm dưới ha. Thì để làm chi? Để cho nó có cái độ nghiêng, để cho cái con dao tịnh này nè nó có cái độ nghiêng ha, nó chéo xuống con, nó có cái độ nghiêng xuống vậy nè. Rồi để nó ép sát vô con dao động, để khi mà con dao động nó cắt được ngọt hơn ha, khi mà dao mình bị lục á, còn không mình mài dao mình ép có nhiều con dao nó bị hở lên á, hay nó bị mòn rồi đó, anh em sẽ sử dụng cách này ha, để khắc phục cái bệnh mà không cắt chỉ không đứt. Thì anh em nhớ chỉnh, anh em nhớ lưu ý kiểm tra lại nè, khi mình gắn lại hay gắn xong rồi mình phải kiểm tra lại, coi kiểm tra lại ha nè, kiểm tra dao có bị kẹt không, đó kẹt rồi nè, thấy không, anh em xả ra. Như mình là mình làm thử cho anh em xem á, thì anh em làm anh em cắt miếng giấy mỏng thôi, chỉnh làm sao cho nó không có bị kẹt ha. Nếu mình chỉnh xong thì mình kiểm tra nữa, chứ không phải dặn vô rồi chạy nó kẹt dao, nó gãy dao mà lum. Đó. Tại có cái máy quay mình khó làm. À. Thì đối với ngao này mình đôm nó hơi cao đây. Thì mình đôm nó thành hai lớp luôn. Thì nó cao quá thì nó làm cho dao mình nó bị kẹt ha. Bây giờ mình lên một lớp thôi. Xé nó ra, đấy, xé nó ra một lớp thôi anh chị em. Đấy. Thì bây giờ anh em mà cắt cho mình một miếng giấy nhỏ vậy nè, một miếng giấy nhỏ hoặc một miếng giấy nhám gì đó, đó anh em chêm vô đây để mình tạo cái độ xéo của con dao ha, cho cái độ nghiêng để ép con dao nè, đó mình cho nó vô cái chân vô. Rồi mình xiết con ốc lại. Anh em đừng có chêm dày quá nha, chêm dày nó sẽ làm kẹt con dao của mình ha. Chêm dày thì cái độ sát của nó làm cho con dao mình nó bị kẹt, nó cắt, nó bị kẹt con dao á, thì mau gãy dao á. Cái này chỉ để khắc phục thôi, nếu mà anh chị em mua dao mới được thì mua thay vô. Thì ra thì con dao này cũng rẻ lắm, không có mắc đâu ha. Đó, mình chêm như vậy thôi. Làm có cái máy quay ở trước mặt nó vướng vướng, khó làm quá anh em. Thông cảm ha. Rồi mình sẽ chỉnh cái độ ra vô nè ha, chỉnh sao cho khi mà con dao động mà nó đi qua nó nằm giữa con dao tịnh ha, đây nè, đó nè, quay nè, khi con dao động đi ra nè, nó lấy chỉ nè, xong nó về nó cắt nè, thì nó nằm ở khoảng giữa nha anh em, chỉnh cho nó nằm ở giữa con dao nè, đây là giữa đầu dao nè ha, thì nó cắt sẽ ok, nó không có bị vụt đi đâu hết á. Đó rồi bây giờ mình siết lại ha, rồi siết lại lên hàng chạy cho anh em xem.
Đó, ok ha không? Các chỉ đứt ngọt ngào luôn ha không anh em. Nè. Đấy, thấy không? Đó. Thì trường hợp cuối cùng mình sẽ nói luôn và hướng dẫn anh chị em luôn ha. Thì đây, trường hợp cuối cùng là cái dao động không lấy được sợi chỉ, nó sẽ đâu cắt được, thì không lấy được lấy gì cắt ha. Phải lấy được cái sợi chỉ thì nó mới cắt được cọng chỉ. Thì trường hợp cuối cùng là không lấy được cọng chỉ. Thì không lấy được cọng chỉ do đâu? Đây, do mà nhiều máy anh em nó bị mắc cái gãy cái này nè, giá đỡ nè, nó sẽ khoanh vùng được cái sợi chỉ của mình nó nằm trong đây. Thì khi mà cái móc nè, cái dao động nó đi qua nè, nó sẽ đi qua được cái này, là gọi là nó đỡ chỉ, gom chỉ lại á, gom chỉ trong vòng đây nè. Khi mà dao nó đi qua thì nó kéo hết tất cả chỉ trong đây, nó kéo về nó cắt đó. Nhiều máy anh em bị mất cái này hay là bị gãy ha, anh em không chịu thay ha. Nguyên nhân tiếp theo nữa là do anh em chỉnh cam chưa đúng ha, chỉnh cam chưa đúng nó cũng không lấy được chỉ nè. Thì hồi nãy mình có hướng dẫn chỉnh cam rồi, thì anh em coi chỉnh cam lại, chỉnh cam cắt chỉ lại cho nó đúng thời điểm thì nó lấy chỉ, nó mới lấy chỉ được ha. Và một cái nữa là anh em chỉnh cái thằng này nè, thằng đỡ ổ nè, nó xịt lên đây quá hay là nó xịt lên đây, nó xịt về đây quá thì nó cũng không lấy được chỉ ha anh chị em. Tại vì cái ổ điện tử á, nó có một cái rãnh để thoát chỉ dưới lên, với lại khi mà anh em chỉ trên, chỉnh chỉ trên, chỉ đồng tiền trên nè, khi mà anh em chỉnh đồng chỉ đồng tiền trên mà lỏng quá nó cũng không lấy chỉ được ha, nó khó lấy chỉ ha, vừa phải thôi, vừa phải vừa nhẹ ha, thì nó mới khi mà nó con dao nó đi qua cái cọng chỉ mình nó thẳng, thì khi mà cái con dao động nó qua nó lấy chỉ, nó lấy ngọt hơn ha. Thì nguyên nhân không lấy chỉ thì anh em cứ kiểm tra cho mình là cái giá đỡ nè, giá đỡ đòn gánh nè, đòn gánh ổ nè ha, cho nó thoát chỉ ok nè ha, rồi kiểm tra lại độ sớm trễ của cái chỉnh cam ha, chỉnh cam lại cho ok, chỉnh chuẩn. Hồi nãy mình có hướng dẫn chỉnh cam rồi, và kiểm tra cái thanh này để nó giữ chỉ lại xung quanh nè ha, để cho khi mà cái dao động nó đi qua nè, nó đi qua lấy được sợi chỉ. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn nè. Đây thì tiếp theo là cái cò chỉ này cũng quan trọng lắm nha anh em. Khi mà nó không có giật vô á thì nó làm cho sợi chỉ suốt với sợi chỉ kim mình nó không có căng ra. Thì khi mà cái con dao động đi qua thì nó lấy chỉ rất khó. Còn khi mà nó đã giữ được cọng chỉ trên và cọng chỉ dưới căng ra đó, thì khi cái đó con dao động nó qua nó lấy chỉ rất dễ, và nó không có lấy hụt ha anh chị em. Thì đây anh em chị em nhớ lưu ý chỉnh cái cò này với cái chỉnh cái đồng tiền nhỏ ha, và kiểm tra cái giữ ôm chỉ này nè ha, phạm vi chuyển động của chỉ ha, nó giữ chỉ, phạm vi chuyển động của chỉ nằm trong đây thôi. Và cái tiếp theo là cái chỉnh cam, và chỉnh anh em chỉnh cho cái lỗ kim nè xuống dưới lỗ ổ chao nè, giữa lỗ ổ chao nè, thì sẽ là cho cọng chỉ nó thoát nhẹ hơn, và khi mà con dao động mình nó lấy chỉ rất là dễ ha. Thì tiếp theo là anh em chỉnh cái hành trình, mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh cái hành trình đi của con dao động này. Thì đây là con ốc chỉnh hành trình của dao động ha anh chị em. Thì đây mình mở ra cho rồi ha, rồi mình lắc nè, thì con dao động nó sẽ di chuyển ha. Thì mình sẽ quay lên, thì đây mình hướng dẫn con ốc để chỉnh thôi nè, con ốc là khóa 10 nha. Thì bây giờ mình sẽ quay lên máy và mình hướng dẫn ở trên cho anh chị em xem chỉnh hành trình làm sao ha. Thì mình vừa hướng dẫn anh em cái con ốc mà để chỉnh hành trình cũng như là phạm vi chuyển động của con dao động này ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh con dao động này đi ra xa và về lại gần ha. Thì ra xa là làm sao, là mình chỉnh cho con dao động này đi ra xa phía sau để cho nó bắt cọng chỉ tốt hơn ha. Nè đây mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh.
Thì đầu tiên mình sẽ mở con ốc đây nè, hồi nãy con ốc mình mới chỉ anh em á. Đó, mở con ốc khóa 10 ra. Thì mình đẩy nó qua bên phải một xíu ha. Thì anh em sẽ thấy nó đi khác liền. Thì con dao động mình nó sẽ di chuyển khác, là cái hành trình nó đi sớm hơn ha. Đây. Đó, thì bây giờ thì điểm bắt đầu của nó là nó nhỉnh lên xíu rồi, thì nó đi ra phía sau dài hơn nha anh em. Nè. Thì bây giờ đó thì con dao tĩnh với dao động của mình bây giờ nó sẽ đi ra xa nhiều hơn. Và khi cái điểm về của nó đó thì nó lại nằm gần ở phía trên đầu dao hơn ha. Thì hồi nãy là nó nằm ở khoảng giữa của con dao này, thì bây giờ điểm về cuối cùng của nó lại dừng ở xịt lên đây xíu. Là có nghĩa anh chị em mà khi mà chỉnh cái phạm vi chuyển động của con dao này á, thì chỉnh cũng đừng chỉnh lên cao quá ha. Tại vì khi mà anh em chỉnh nó đi ra phía sau quá, nhiều quá, thì cái đường về của nó sẽ nằm lại gần con dao quá, thì nó dễ bị kẹt con dao ha. Nó dễ bị kẹt, thì anh em chỉnh làm sao cho có cái con dao động này nó ăn về khoảng giữa cái con dao tĩnh ha. Còn nếu mà anh em chỉnh cho nó đi ra phía sau nhiều quá thì nó dẫn đến là dễ gây cái tình trạng là kẹt dao ha, nó về không hết. Đấy. Đấy, thì mình chỉnh về khoảng sâu xuống xíu ha. Nè, bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó xuống sâu, nó ăn vô khoảng nửa dao tĩnh ha. Đây ha, thì bây giờ là anh em thì mình đã chỉnh xong rồi nè, con dao động nó sẽ về sâu hơn nè, nó về phía ra sâu hơn, thì có nghĩa là đồng nghĩa là cái đường ra phía xa của nó thì nó sẽ ngắn lại ha. Cái đường ra phía xa nó sẽ ngắn lại và nó sẽ đẩy về sau sâu xuống con dao động hơn, dao tĩnh hơn ha. Thì con dao động nó sẽ đi ngắn lại con đi tới đây à. Thì bởi vậy anh em mà khó mà chỉnh, mà cái máy mình nó khó lấy chỉ á, thì anh em có thể là chỉnh cho con dao động này ra phía sau ha, có nghĩa là chỉnh hành trình của nó đi ra phía sau để nó dễ lấy chỉ hơn. Thì đó, đối với những trường hợp mà cắt chỉ không đứt ha, đất cắt chỉ một cộng nè, cắt chỉ cỡ chỉ có cắt cộng trên hay là chỉ có cắt một cộng chỉ dưới thôi, nó cắt một cộng còn cộng nó bỏ ha, thì đây mình sẽ hướng dẫn thêm một cái nguyên nhân do là không lấy được chỉ nữa ha. Thì đây là cái ổ ha anh chị em. Thì đây nè, khi chỉ suốt nó luồn vô đây, khi máy chạy thì chỉ suốt nó sẽ luồn vô đây, thì ổ điện tử nó sẽ có cái rãnh ha, cái rãnh thì con dao mình nó sẽ đi ra nó móc cộng chỉ nè. Đó, thì nếu mà anh em chỉnh cái chao này xịt lại đây quá đó, thì con dao mình nó móc không tới ha. Nè, cái ví dụ như bây giờ là cái cộng chỉ nó đi qua cái rãnh cái này đi, nhưng mà anh chị em mà chỉnh cái ổ chao này á, thì chỉnh cái đòn gánh á, là anh em chỉnh cái đòn gánh nó xịt lại đây quá, thì khi mà con dao nó móc thì nó móc không tới, thì buộc như vậy anh chị em phải chỉnh lại sao cho cái ổ chao này, là mình chỉnh cái đòn gánh của cái ổ á. Thì cái chỉnh đòn gánh ổ này mình có hướng dẫn ở phần chỉnh ổ rồi ha. Thì anh em chỉnh ha, thì đó mình chỉnh làm sao cho con dao mà nó đi ra thì nó sẽ móc được vô cái lỗ này nè, thì nó mới móc được cộng chỉ ha anh em. Thì này, khi con dao mình nó đi ra và nó sẽ móc lại được cộng chỉ và nó kéo về, nó cắt cộng chỉ ha. Thì đây là cũng một nguyên nhân gây ra không cắt lấy được cái cộng chỉ để về cắt nè. Thì anh em có thể là chỉnh cái đòn gánh ổ ha. Thì phần hướng dẫn chỉnh đòn gánh ổ thì mình có chỉ rồi ở phần video chỉnh ổ ha. Cũng cái cò này cũng quan trọng lắm nha, nó giúp cho cái cộng chỉ mình căng ra ha. Cộng chỉ suốt với cái cộng chỉ kim nó sẽ căng ra, thì khi móc đi qua ha, khi móc đi qua nó căng cộng chỉ thì nó dễ móc cái móc này, nó dễ móc, nó lấy được cái cộng chỉ về nó cắt hơn ha. Thì chỉ có vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ gáp dao vô lại và chạy thử lên mặt hàng cho anh em xem ha. Đây. Mình sẽ gáp dao vô lại và sẽ
chạy thử lên hàng cho nó coi có nó ok không ha. Dao này của mình là nó cũ lắm rồi nè anh em à, nhưng mà mình vẫn còn xài được nè, do mình biết cách ép hay là mình còn mài dao được ha. Còn như mà anh em nào làm ở nhà không có máy mài thì mình mua dao mới thì mình thay ha. Còn những anh em thợ nào biết mài dao hay biết ép dao, đừng có ép dao sâu quá nha anh em. Ép dao xuống sâu quá đụng với cái con dao động nó hai con nó ép chặt quá nó sẽ làm cho dao mình bị kẹt nha. À, vừa phải thôi chứ không phải lúc nào cũng ép là tốt, ép xíu thôi. Thì nếu mà cắt chỉ không đứt thì chỉ có thay dao thôi ha, thay dao mài dao. Còn mà anh em phải hiểu được là cái nào là không lấy được chỉ và cái nào là cắt chỉ không đứt ha. À, mình phải hiểu được thì cái đó mình khi mình hiểu được rồi mình làm nó nhanh lắm và nó mình biết chỗ mình sửa ha, chứ không phải là tự nhiên dao cắt chỉ không đứt cái sửa tùm lum tùm la vô trong đây không được. Mình phải hiểu là nó lấy được chỉ hay không hay là dao nó lục đó là hai chuyện khác. Rồi mình giờ sẽ chạy lên hàng và mình cắt chỉ cho anh em xem ha. Thấy giờ ok chưa anh em nè, thấy không? Cắt chỉ ngọt ngào, không ngắn quá cũng không dài quá ha. Đó. Rồi. Thì đây là video hướng dẫn chỉnh dao cắt chỉ của máy mục kim ha. Thì anh em nào chưa xem phần 1 thì quay lại xem giùm mình ha, để hiểu rõ hơn cái nguyên lý cấu tạo và cái cách chỉnh cao. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh chị em sửa con dao cắt chỉ của máy mục kim điện tử ha. Dao này gọi là dao cắt ngang ha. Thì video tiếp theo mình sẽ làm về con dao cắt vòng ha. Con dao cắt vòng của máy mục kim điện tử ha. Thì nếu mà anh chị em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh ha, để mình có động lực làm những video tiếp theo ha. Thì cũng như đừng quên để lại ý kiến cá nhân với mỗi phần bình luận ha. Rồi chúc anh em thành công.